Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Hàng siêu mini nha anh chị cô chú. Cây này hoành anh chị cô chú sau lại ngón tay giúp em nha. Cao, cây này nó cao 20. Cái tán bay tán ngang của nó cũng tầm 20 luôn nha. Bầu đất lên nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.